The village come from Đông Hải, came here to explore smallers. It is nice to see in the mangrove forest there are lots of mollusks for livelihood. Thôn Đông Hải hôm nay đi có đông không? Này thôn Đông Hải hôm nay đi được khoảng bao nhiêu nhà? Ừ. Cả làng. Mỗi nhà một người à? Ôi chào ơi. Everybody here are very happy to explore smallers. They talk meeting. Siêu nhỉ. They ask us how many time for exploiting. We agree for us to exploit the morning. Này buổi sáng thu hoạch các buổi sáng là tha hồ đúng không? Chiều về nước tiểu lên đúng không? Vâng. Đây nha, nó có người mặc quần ngoài hôm qua đấy mà chi mấy giọt mà. Ừ. Ừ, chà ơi, tha hồ chiến đấu đúng không? Cái bà này nhám quá nha. Rồi, nhiều nhỉ. Cẩn thận đừng có cho vào trong gốc cây nhá. Có nhiều không? Thế cái này thu hoạch khoảng mấy ngày thì mới hết được? Này nếu mà thu hoạch thế này khoảng mấy ngày thì hết? Vài ba ngày chứ cho một con nước cho hai bữa. Một con nước tức là mấy ngày trong một tháng? Tức là mỗi tháng một tháng hai con nước. Mỗi con nước thu hoạch mấy ngày? Một con nước để nghỉ các bác lại cho chúng em sẵn hai buổi. They suggest every month exploit mollusks in the forest about 2 times, 2 days. Không, tôi dịch sang tiếng Anh để muốn gửi đến bà Leonie Van Ray. Bà Leonie Van Ray là người tài trợ cho cái dự án này để có rừng. Và hôm nay có rừng thì mới chúng ta có thêm nhiều hải sản. I would like to translate into English for Leonie Van Ray, who support for the mangrove. Leonie Van Ray, donor for the mangrove project, and now we have a good mangrove and also have a lot of mollusks and many kind of fish and everything in the mangrove. They talk, they would like to thank donors, dân mình for Leonie Van Ray and Care Việt Nam. Nhưng mọi người thấy cái rừng dạo này có đẹp không? Quá đẹp à? They said that it is a very nice, beautiful forest so far. Nhưng mà mọi người thấy rác bẩn nhiều thế này thì thế nào? Rồi. I asked them about dusty material on the tree. They said that as a commune like Ngư Lộc put into the sea, it is not from Đà Lộc village. Đà Lộc farmers.
quá nhiều rác. Muốn hỏi mọi người cái là từ khi có rừng thì tôm cá nó có về được nhiều hơn không? I ask them about a question about since have a good mangrove, there are lots of fish or not? They said that there are lots of fish and many kind of aquatics coming here for living and developing. Vâng. Không biết lấy à?